chờ anh à? Tự nhiên đang làm nó gọi anh về. Anh đừng có tưởng bẩn. Sao? Mấy ngày nay em mệt, em vừa đi khám về. Thế bác sĩ bảo sao? Đây, em có thai 3 tháng rồi, giờ tính sao? Thoát. Yeah! Anh được làm bố rồi. Cảm ơn em nhá. Mình vui quá. Tất nhiên là có rồi. Được rồi, em đợi anh thêm một thời gian nữa được không? Sao phải đợi ạ? À? Hay là anh không muốn cưới em? Không phải là anh không muốn cưới em, mà là bây giờ gia đình nhà anh đang bị mất sổ hộ khẩu, nhà anh đang phải đi làm lại, với cả là hay là bây giờ thế này nhá, anh qua nhà em ở cùng em này, vừa tiện chăm sóc em, vừa được gần gũi em hơn, với cả là lúc nào mà sổ làm xong rồi, cái chuyện mà đăng ký kết hôn hay là cưới ấy, tôi chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Cái quan trọng nhất bây giờ là em khỏe, là con mình khỏe đây này. Có mỗi là anh thương hai mẹ con em thôi. Anh không thương em thì anh thương ai? Alo. Được rồi, đợi yên tâm. Kế hoạch của anh vẫn đi đúng đường. Đâu vẫn vào đấy cả. Tình hình cô ta và đứa con như thế nào rồi? Mẹ vẫn khỏe, con vẫn khỏe. Với cả con lại là con trai. Và này á, vợ chồng mình có được con thì mới rõ tông đường rồi. Con trai á, ừ. Con trai thì tốt quá. Không uổng công anh cho chồng mình ra ngoài tìm đứa con. Nhưng mà này, cho anh đi ra ngoài để có con với người khác là em đã chịu thiệt lắm rồi đấy. Anh mà còn bỏng đen gì đó á, đừng có chắc là em không bỏ trước. Vợ yên tâm, cái con thì nó vừa sâu, nó vừa lùn, mà nó lại còn nghèo đấy cơ. Thì anh yêu nó để em bị ngu à? Vợ anh ấy vẫn là số 1. Anh biết thế thì tốt, ừ. Nhanh, về nhà em. Anh biết rồi. Rồi, cuối tuần em sẽ về nhá, yêu vợ. Khốn nạn, sao anh có thể lừa dối tôi một cách trắng trợn đến như thế? Em còn nói cái gì thế? Anh còn vờ kỳ diễn đến bao giờ nữa? Anh và vợ anh bàn tới kế hoạch gì? Tao người không phải là con người. Thôi được rồi, nếu như cô đang nghe thấy hết rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn, tôi chỉ lợi dụng cô để kiếm được con thôi, còn cái nữ nghèo mạt như cô tôi cưới về làm xấu mặt tôi à? Khốn nạn. Đi. Ủa, cô cứ tin tưởng anh. Cô đừng trách ai, chỉ trách bản thân của mình ngu thôi. Học không lo học, suốt ngày chỉ nhằm nhằm dễ dãi lên giường của mấy thằng đàn ông này, biết điều ấy chăm sóc cái thai cho tốt vào. Con tôi mà có mệnh hệ gì ấy, đừng có trách. Đây là con của tôi, anh đừng hỏng mà mang đi. Cái gì? Tôi bảo đây là con của cô á? Con của cô. Cái loại 1.000 không dính túi như cô lấy tiền đâu mà nuôi con hả? À, hay là lại định dễ dãi lên giường với mấy thằng đàn ông để kiếm tiền nuôi con à? Hả? Anh đừng có mà xúc phạm tôi. Xúc phạm? Cô còn có nhân cách để tôi xúc phạm à? Này, để tôi nói lại cho cô một lần nữa, nó là con của tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô cho đến ngày cái thai được ra đời. Biết điều ấy, câm mồm lại, cứ thế mà làm theo. Ít ra sau này tôi còn cho cô giữ thể diện để mà lấy chồng, biết chưa? Hả? Thank you.
hôm nay là sinh nhật em. Anh có vài tin vui muốn báo với em đây. Tin vui gì đấy anh? Con trai mình ấy vừa được giải nhì học sinh giỏi cấp quận xong. Thật thế hả anh? Và một tin vui nữa là anh mới mua lại một công ty. Anh muốn ngày mai em đến cùng anh để nhận lại bàn giao. Thôi, công việc của anh thì anh tự quyết đi. Được có ngày hôm nay là nhờ có em mà. Ngày mai em đi cùng anh nhá. Rồi bây giờ cả nhà mình đi đón con, rồi đi ăn sinh nhật mừng em. Mời vào. Thưa anh, có anh Hiếu đến nhận bàn giao công ty ạ. Mời anh ấy vào. Vâng ạ. Dạ, chào anh ạ. Chào anh. Mời ngồi ạ. Công ty cũng đẹp quá nhỉ? Dạ vâng ạ. Tôi đã chuyển khoản số tiền đặt cọc. Bây giờ anh bàn giao lại nốt giấy tờ cho tôi. Xong việc, tôi chuyển nốt số tiền còn lại cho anh. Dạ vâng ạ. Từ bây giờ công ty là của anh ạ. Nó không phải là của tôi, mà là của vợ tôi. Em vào đi. Cô. Anh vẫn còn nhận ra tôi cơ à? Giới thiệu với anh, đây là Phương, vợ của tôi. Từ bây giờ công ty này sẽ là của cô ấy. Vợ á? Anh muốn nói cái gì? Anh bảo cô ta là vợ của anh à? Này, thế anh có biết quá khứ của cô ta không? Cô ta lấy anh chỉ để đào mỏ thôi. Cái loại phụ nữ lên giường với trăm thằng đàn ông chỉ để đổi đời ấy. Mà tôi cũng không hiểu tại sao đến giờ phút này mà cô vẫn còn làm những cái trò đốn mặt như thế đấy. Anh ăn nói cho cẩn thận vào. Tôi cũng đã biết hết chuyện giữa anh và vợ tôi rồi. Nên hôm nay tôi đưa cô đến đây là để nhìn thấy anh phải trả giá những điều khốn nạn anh đã từng làm. Anh không xứng đáng làm thằng đàn ông. Chúng mày. Nghe nói là vợ chồng anh đến tận bây giờ vẫn chưa có con, lại làm ăn bất chính, thế nên công ty phá sản. Đúng là quả báo. Nhưng thôi, tôi cũng chả tính toán với anh làm gì nữa. Dù sao cũng cảm ơn vợ chồng anh để tôi có hạnh phúc như ngày hôm nay. Với tư cách là một thằng đàn ông, tôi xin thông báo anh một tin cho anh đỡ phải ân hận. Con trai của anh vẫn đang khỏe mạnh. Nó rất ngoan và có hiếu với chúng tôi. Cái gì? Mày vừa nói cái gì? Con trai? Con trai của tao? Con trai của tao làm sao? Mày trả lại con cho tao, nhanh! Anh buông anh ấy ra! Anh không có quyền đụng vào anh ấy! Tại sao chúng mày nuôi con của tao? Chúng mày không có quyền! Anh ấy mới là bố hợp pháp của thằng bé. Là người khai sinh tên cho nó. Nó mang họ của anh ấy. Con trai của tao. Con trai của tao. Phương, anh xin em, cho anh một cơ hội. Chúng mình cùng làm lại từ đầu được không em? Anh muốn chăm sóc em, anh muốn nuôi con. Anh xin em đấy. Anh đúng là cái thằng khốn nạn. Anh không có tư cách là bố của nó. Nó chỉ có một người bố duy nhất, chính là chồng của tôi. Tôi sẽ không để cho anh yên nếu anh đụng vào gia đình của tôi. Đi thôi anh. Kìa em, em. Mày còn định đi đâu đấy hả? Đi làm chứ đi đâu. Này nhà hàng đông khách quá, tao phải tăng ca. Tao bảo nhá, mày xem thế nào đi học lại cho đầy đủ đi. Mày nghỉ nhiều như thế, nhớ bị đổi học thì sao? Tao và tao không điểm danh mãi cho mày được đâu. Ui giời, kệ đi. Thích đuổi thì cứ việc đuổi. Tao đất cần. Đi học mãi có tiền mà tiêu đâu. Ta đi làm hơi mệt một tí, nhưng mà tiền bạc chỉ có đầy túi. Ta nói thế thôi,
Mày để được vào đâu thì để. Này, hôm trước tao thấy ông nào đưa mày về đầu ngõ đấy hả? Tao nói trước không thừa đâu nhá, mày đừng có dính dáng đến đàn ông có vợ. Đến lúc mang vạ vào thân thì không biết đâu. Mày cứ phải lo xa. Mấy thằng nhà giàu rủng mỡ ấy, chán cơm thèm phở, muốn có được tao thì có phải cũng phụng tiền cho tao. Tao có ăn không của ai cái gì đâu mà tao phải sợ. Tao cũng chịu mày. Ai? Để tao mở. Ô, bác. Bác vào nhà đi ạ. Ô, mẹ. May quá có cả hai đứa ở nhà đây rồi. Sao lúc đây nó không gọi bọn cháu? À, bác mày trong cái chỗ này nước nhá. Ừ. Sao mày lên mà không nói với con? Bác uống nước đi bác. Ừ, bác xin. Gớm đúng là đường phố, người đi xe cộ đi lại như mắc cười, là bác hoa hết cả mắt. Lâu lắm rồi không thấy con về, nên là mẹ mang đồ ăn lên đây cho hai đứa. Ôi, bác mang nhiều đồ thế ạ? Ôi, có ít rau sạch nhà này, chồng. Trứng này. Trứng nhà nuôi đẻ. Nhiễm, lấy đâu ra đồ sạch mà ăn. Bác nói đúng đấy ạ. Trên này à, làm sao bằng đồ quê mình được. Mẹ buồn cười rồi đấy. Mấy cái mớ rau, cái trứng gà, có sách lên làm gì. Thôi, về nhà với Trang đi. Bác phải ra ngoài công việc. Thế con phải đi đâu? Làm như thế à? Con đây có việc của con. Mẹ hỏi gì? Gì âu? Đường xa mệt rồi mà. Bác ngồi nghỉ nhá, để cháu vào nấu cơm cho. Giờ mới về mà ai vừa đưa con về đấy? Bạn trai của con đấy à? Mẹ hỏi thế không biết trả lời như nào được. Bạn con mẹ quan tâm làm gì? Con gái của đứa ra ngoài đường phải ăn mặc tử tế kín đáo vào chứ con, nên thành phố nó phức tạp lắm. Mẹ không cấm con chuyện yêu đương, nhưng phải tìm người tử tế mà yêu chứ đừng có dây vào mấy cái thằng vớ vẩn ý. Mặc cái thằng lúc nãy mẹ thấy nó tóc xanh tóc vàng, trông chả tử tế gì đâu. Mẹ buồn cười ấy nhở. Như nào là vớ vẩn. Con lớn rồi, mẹ không cần phải nói nhiều đâu. Cũng là nhà quê, cứ tưởng thì lạc không. Mình là con gái phải giữ ý giữ tứ chứ con. Thôi, không muốn nghe mẹ nói nhiều đâu. Mà mẹ lên có mang tiền cho con không? Tuần sau có phải đóng tiền học thêm rồi đấy. Có, mẹ có mang rồi. Lát nữa vào nhà rồi mẹ đưa cho con. Dạo này bán cái gì cũng ế ẩm lắm con ạ. Mấy hôm vừa rồi mẹ giao mãi đi bán được con lợn, được một tí tiền để mang lên cho con thôi. Cố gắng mà học mà hành vào con nhé. Nhìn con bé Trang ấy mà học tập. Mẹ lại so sánh. Lần nào cho con tiền ý, con cũng than nghèo kể khổ. Bực cả mình, mẹ không muốn cho con thì thôi. Mẹ thôi cái kiểu so sánh con với con nhà người khác đi. Mẹ thích thì đi mà nhận nó mà nuôi. Thôi được rồi, mẹ xin lỗi. Thôi nào đi vào nhà đi. Cho được mấy cái đồ bạc chuyện. Mày đưa nhau về tận cổng nhà cơ à? Tao đã cảnh cáo mày một lần rồi mà mày không chừa, mày còn thách thức tao nữa. Chị nói gì đấy? Bỏ tay ra. Này, con có nhầm lẫn hay không? Đây là con gái của tôi cơ mà. Hóa ra bà là mẹ nó đấy à? Thế thì bà đem con gái bà về bà dạy lại đi. 3 tuổi danh con không nỏ hành là con đi cướp chồng người khác, giờ còn thách thức tao nữa à?
chị đừng có má nói linh tinh. Tôi chả làm gì sai cả. Đúng đấy, chắc là cô nhầm với ai rồi. Con của tôi nó ngoan ngoãn lắm, hàng ngày nó vẫn đi học cơ mà. Mẹ nào ở nhà mà chẳng nghĩ con mình ngoan. Đây, bà muốn xem ý, để tôi cho bà xem bộ mặt thối nát của con gái bà nhá. Bà xem đi. Diệu, sao con lại làm ra những cái trò nhục nhã như thế hả Diệu? Cho nó tiền ăn học mà không dạy dỗ nó tử tế, từ giờ nó đi cướp chồng người khác, bà thấy nhục mặt chưa? Đúng là đứa nhà quê. Thôi, do tại tôi, con dại cái mang, không tha cho nó. Có gì thì cô cứ đổ lên người tôi đi này, vì cái tội tôi không biết nuôi dạy con. Tha á? Hôm nay tôi phải cho nó một trận, cho nó chừa cái thói tật chồng khác đi. Ôi, chị ơi, xin chị. Bà đi ra, cô tha cho bà đi ra. Con. Em xin chị. Hôm nay tao nhẹ tay với mày đấy. Mày mà còn thế một lần nữa, mày đừng trách tao mày biết chưa? Con làm sao đây? Diệu ơi, ai cứu con tôi với? Sao này? Mày tỉnh rồi à? Mày ngất ra đấy. Mẹ mày sợ quá tưởng mày bị làm sao. May là không sao cả. Nhưng mà... Có gì thì mày cứ nói ra. Ấp cũng khó chịu nhở. Mày... Diệu à? Mày nghe tao đi. Quay lại đi học. Mày đừng dính dáng đến mấy cái thằng đấy nữa. Mày bị mắc bệnh xã hội rồi đấy. Bác sĩ bảo là có thể chữa trị được, nhưng mà tốn kém lắm. Mày nói gì? Tao mắc bệnh á? Bệnh gì? Có phải con bị mắc bệnh như cái Trang nói không? Mẹ, đúng là con dại cái mang. Mẹ làm sao dám nhìn mặt hàng xóm bây giờ? Nhục ơi là nhục con ơi. Không phải đúng không? Bác sĩ nói sai đúng không? Mày mẹ tao lừa tao đúng không? Tao không tin. Tao không tin. Mày bình tĩnh đi. Bệnh mày còn có thể chữa trị được, sẽ không sao cả đâu, biết chưa? Nhưng mà bây giờ mày phải quay đầu lại. Mày có gan làm, mày có gan chịu. Đừng có hèn nhát như thế nữa. Mẹ nói cho con biết đi. Bác sĩ bảo bệnh này có thể chữa khỏi, nhưng mà phải nhanh lên, không thì nó phát tác ra. Tại mày không nghe lời mẹ nên mới xảy ra cơ sở như thế này. Tiền chữa chạy biết lấy ở đâu ra bây giờ. Mẹ không dám hỏi vay ai. Nhục lắm con ạ. À. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Con biết lỗi rồi. Mẹ tha cho con. Con biết lỗi rồi mẹ ơi. Mẹ làm sao mà bỏ con được. Nhục mấy thì nhục, mẹ sẽ cố gắng để lo cho con. Con cứ yên tâm nhá. Mẹ tha lỗi cho con nhá. Con biết lỗi rồi. Con sẽ cố gắng học hành, không làm mẹ phải buồn nữa. Giờ nghe lời mẹ, con cố gắng ăn hết bát cháo đi, cho nó có sức khỏe. Mẹ đừng suy nghĩ gì nhiều, mẹ sẽ cố gắng để lo cho con.